Pha này thì mình sẽ chơi luôn vị tướng Zone anh em. Hàn Quốc Zone khô máu rồi, đất bá đạo luôn rồi anh em. Lượm luôn cái mận này chắc chắn luôn. Hàn Quốc luôn. Ui, tóc biến mất à. Cay thế nha. Tiếc thế. Pha đó thì vị tướng mà mình ra có tóc biến hết anh em ạ. Nhớ đăng ký và bấm chuông nha. Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Kênh hướng dẫn cách lên đồ phù hiệu ngọc của tất cả các vị tướng liên quân mobile theo yêu cầu của anh em. Thì theo yêu cầu của bạn Phạm Hưng Manchester thì làm về vị tướng Lữ Bố, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái video và phù hiệu và cái bảng ngọc và các cách chơi vị tướng Lữ Bố cho anh em xem nhé. Đấy thì Lữ Bố thì hôm nay mình solo với vị tướng Allen của tiền bảng anh em. Đấy, lẫm cái mạng của Allen liền. Đấy, có Murat xuống nó hỗ trợ cho một tí nữa là thằng Allen nó 2-1 thì nó không chọc thì nó cũng què cái cản anh em ạ. Đấy thì về chất tướng á, nếu mà solo ở cái kèo này thì Lữ Bố chắc chắn là thua Allen nha anh em. Đấy, nên là mình không có dám solo với nó đâu. Nếu mà team mình xuống gành thì mình sẽ ra mình đánh, còn anh em mà solo với nó thì nó đánh anh em không không còn mảnh giáp đâu anh em ạ. Bởi vì cái chất tướng của Allen á là nó quấn theo sát thương chuẩn, đồng thời là nó hút máu rất là nhiều. Đây, bây giờ thì ví dụ như thằng Ngộ Không đây thì mình chấp nghe anh em. Ủa nó chạy rồi anh em ạ. Pha này thì mình cũng té thôi anh em. Nếu mà solo với Ngộ Không thì cho Ngộ Không nó quấn trước 500 hiệp anh em ạ. Pha này thì mình lụm luôn cái mạng của thằng mà mình ra mình giết Ngộ Không chạy bán khó anh em ạ. Thì nói Ngộ Không nó quay lại nó cầm đôi dép chứ có ui gặp nó Allen anh em ơi. Pha này thì mình gặp Allen thì mình chạy nha. Mình từ từ bởi vì mình chưa có chiêu cuối nữa anh em ạ. Bây giờ mà nó còn chiêu cuối mà, bây giờ mình mà không chạy là nó bu chiêu cuối là mình quấn cũng không lại nó đâu. Ui giời ui, pha này thì có chạy có không thoát anh em ạ. Mình còn tí nữa là hồi chiêu một rồi. Nếu mà nó quấn mình chậm thêm cỡ 1 giây thì mình chạy thoát ra nha anh em. Bởi vì mình biết là chắc chắn là thằng Allen nó còn ulti anh em ạ. Mình khi mà quấn dương Allen mà nó còn ulti là mình khó giết được nó lắm. Bởi vì mình đánh Allen mình biết rồi, những vị tướng đấu sĩ mà như thằng Lữ Bố này thì quấn không lại đâu, mình chắc chắn điều đó. Bởi vì Lữ Bố sau khi mình quấn với Allen, Allen nó chém sát thương chuẩn, sát thương phép có, sát thương vật lý có, đồng thời là cái nó hút máu khá là nhiều anh em ạ. Đầu game mình chơi chưa lại nó đâu, nên là mình cái thằng cái kèo nào mạnh thì mình né nha anh em. Pha này thì mình có ulti thì mình chơi khô máu anh em ạ, nhưng mà không biết là có lại nó hay không đây. Ui giời, nó còn ulti kìa nè. Đấy, anh em thấy không, còn ulti là mình khó mà giết được nó lắm, bởi vì nó hồi máu rất là nhiều. Đấy, nó quạt là nó hồi máu kinh khủng lắm, nên là anh em biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nha nè. Tuy nhiên là chút nữa mình có một tí đồ rồi á, mình chơi khô máu của nó là chắc chắn nó sẽ thua. Đầu game thì nó mình thua nó, nhưng mà cuối game thì chắc mình nó thua nó đâu nha anh em. Tại thì lúc nào mình mạnh thì mình chơi, còn lúc nào mình yếu thì mình chạy chơi, mình bỏ là đôi dép thôi có gì đâu. Rồi thì về cái biểu đồ thì mình có để dưới phần hình nha anh em, cái phù hiệu mình cũng để dưới phần màn hình. Rồi về cái cách cái nội tại và cái chiêu thức bây giờ thì có cái thằng ui anh em gặp Vera xuống nó lùm một combo một phát, cái thằng Allen nó bốc hơi mà chưa kịp mình chưa ra để mình phụ mình làm gì luôn đó anh em ạ. Đấy, về bây giờ thì mình sẽ nói về cái cách chơi nha, và cái cách combo và nội tại chiêu thức của vị tướng Lữ Bố để mà anh em hiểu, để anh em biết được cái tại sao Lữ Bố nó mạnh chỗ nào và nó yếu chỗ nào. Đấy thì vị tướng Lữ Bố thì cái nội tại của nó là anh em sẽ được cộng dồn cái lượng tốc đánh khi mà anh em dùng chiêu thức nha nè, đồng thời là nó có cái nội tại là hút máu nữa anh em. Thì mình thấy Allen ra nên mình lưu một chút nha anh em. Về nói về cái nội tại của vị tướng Lữ Bố, nó có tên là Chúa Tể, thì nó sẽ dõm hồi chiêu của cái bất của chiêu Phương Thiên Quả Kích khi nào mà Lữ Bố đánh trúng mục tiêu bằng cái chiêu thức hoặc là cái đánh thường. Cái Phương Thiên Quả Kích là cái chiêu chiêu hai đó anh em. Chiêu hai này cũng không quan trọng lắm, nhưng mà nó có cái nội tại này quan trọng này, đó là mỗi lần mà sử dụng kỹ năng thì Lữ Bố sẽ được tăng 10% tốc đánh và cộng tối đa là 10 tầng nha em. Và này thì mình chơi khô máu nó thôi, đấy lượm cái bọn nó ngay thôi cái đầu trang 2-1 con chục con quạ mà. Ê, cái thằng răng bụi này mẹ. Thì anh em lưu ý là khi mà anh em dùng một cái chiêu thức nào đó thì nó sẽ cộng dồn 10% tốc đánh nha anh em, và tối đa là 10 lần. Như vậy là anh em có thể dùng tốc đánh của vị tướng Lữ Bố nó cộng dồn tới 10 lần lại anh em, là 100% đấy. Là có nghĩa là khi mà anh em dùng chiêu một là được 3 lần đúng không,
chiêu cuối chiêu 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 hai là được một lần nữa là 4% này, chiêu cuối thêm một lần nữa rồi khi đó là nó sẽ hồi lại chiêu một và anh em tiếp tục là cộng dồn, và anh em đánh nó sẽ cộng dồn lên đủ tới 100%. Thì anh em nhìn cái số ở dưới anh em ạ, anh em nó nhìn cái số ở dưới ấy, nó có thể hiện đó. Đó bây giờ 3 4 này 5 này đó là cộng được 50% tốc đánh anh em ạ. Đấy, đó 6 này. Bây giờ dù mình cứ gần hết rồi mình dùng một chiêu là nó sẽ giữ lại cái nội tại đó nha anh em. Thì đó là cái nội tại của vị tướng Lữ Bố là tăng tốc đánh. Cái chiêu một của vị tướng Lữ Bố là xích thố, thì Lữ Bố sẽ lướt 3 lần lướt và gây sát thương. Cái lần thứ ba thì nó sẽ tung tức địch nha anh em. Cái chiêu hai của vị tướng Lữ Bố là phương thiên quả kích, thì nó sẽ phóng một cái thương xuống và phóng ra sóng xung kích để làm chậm tốc chạy của nạn nhân nghe anh em. Rồi chiêu cuối là chiến thần Lữ Bố là Lữ Bố sẽ cường hóa bản thân và tăng công vật lý và kháng hiệu ứng, đồng thời là dùng thì trúng tướng địch thì nó sẽ giúp cho Lữ Bố nó hồi máu nha anh em. Và khi mà anh em bật lên đó, thì nó sẽ tăng một lượng máu cho vị tướng Lữ Bố. Và khi mà anh em bật chiêu cuối là anh em đánh nó sẽ hút máu. Thì cái chiêu này là lúc trước là khi mà chưa có cái những cái mà cái đau tri hồn hay cái sách tri hồn thì Lữ Bố nó rất là mạnh, bởi vì nó không có bị giảm hồi máu ra anh em. Chứ bây giờ thì tiên bản nếu mà combat tổng mà có trong một đến hai cái ấy, bây giờ cái pha này thì mình cũng căng luôn anh em. Hồi nãy là mình có nói là mình sẽ về cuối game là mình không sợ cái thằng Alan. Đấy, chính vì vậy nên là cuối game rồi là mình quật khô máu đó thôi anh em ạ. Này thì đó là cái nội tại của Lữ Bố nha anh em. Nội tại về cái chiêu thức cái chiêu cuối của vị tướng Lữ Bố. Đây bây giờ mình sẽ chờ cái chiêu cuối để mình chơi luôn với vị tướng vô nha nè. Ui mà nó bán đầu quá nè, mà đầu quá nên thòng tay này, đầu quá mình sợ. Lữ Bố là khi mà anh em thấy trên mạng mà có Lữ Bố thì anh em lên cái đồ hoặc là cái sắt thì Lữ Bố nó dễ bị phế lắm anh em ạ. Rồi pha này thì mình sẽ từ chờ chút anh em xem tôi highlight này nha. Thì từ từ về hồi máu đó. Đấy, thì khi mà anh em dùng chiêu thức thì nó sẽ tăng tốc đánh cho vị tướng Lữ Bố cộng dồn 10 lần, hiện tại là 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, đó, 90% tốc đánh rồi anh em ạ. Thêm một cái nữa là 10 này, 10 không được, không kịp rồi anh em ạ. Anh em nhìn cái số ở dưới đó, đấy, số 3 này, đấy, số 4 này, đấy. Đó là cái lượng tốc đánh của vị tướng Lữ Bố được cộng dồn lên anh em. Rồi pha này thì mình sẽ qua mình tiêu diệt cái mạng của vị tướng Alan nha anh em. Đấy, mày ha lên bút mình luôn khô máu mình luôn á. Có ê, cái tự nhiên Vera nó chạy nè, pha đó thì mình thấy Vera nó đi xuống thì mình di chuyển lại chỗ cái mạng của vị tướng Vera, nhưng mà chỗ cái vị trí của vị tướng Vera để vì Vera nó không chế lại, nhưng mà tự nhiên Vera nó lại bỏ nó chạy nè. Mình thấy chiêu cuối của thằng Alan nó sợ quá hay sao ấy, chắc có lẽ là như vậy anh em. Rồi thì cái chiêu cuối của vị tướng Lưu Bố thì hút máu, khi mà giờ vào trong chiến thì anh em cứ bật chiêu cuối lên mà anh em bật ra anh em ạ. Về cái bản ngọc của vị tướng Lữ Bố thì anh em sẽ lên cái bản ngọc đó là thì sẽ gắn ngọc đó là công vật lý và xuyên giáp ở ngọc đỏ, ngọc tím á, thì anh em sẽ gắn ngọc đó là công vật lý và tốc chạy nha nè. Ui pha này thì tiêu diệt luôn cái mạng của vị tướng Alan anh em ạ. Rồi ngọc lục thì cũng là công vật lý và xuyên giáp thôi nè. Tại pha này thì mình sẽ gần hết máu rồi, mình vẫn chưa có chiêu cuối nên là mình cứ sần sần ở ngoài cờ có chiêu cuối thì mình vào lao vào mình đánh nha anh em. Rồi ăn 5 mạng chết 2 mạng và trợ 1 mạng anh em ạ. Thì Lữ Bố là không có sợ hết máu nha anh em. Anh em cần hết máu rồi là anh em cứ bật chiêu cuối và anh em đi phâm lính là tự động nó sẽ đầy cái máu lại cho anh em thôi. Đấy. Nha bạn Phạm Hưng Manchester. À, thì bạn có yêu cầu thì mình làm, thì mình chia sẻ một số mẹo nhỏ như vậy để mà anh em để mà bạn chơi vị tướng Lữ Bố tốt hơn. Thì khi mà anh em bật chiêu cuối là anh em có một lượng hút máu khá là nhiều, nên là cứ lao vào đánh cái thằng AD của team bạn. Qua này thì mình lui ra một tí để cho team bạn nó ra, chứ gần trụ quá thì mình solo không lại cái trụ đâu anh em. Trụ nó bán đau lắm, trụ rồi biết rồi anh em, biết được trụ nó bán rồi. Đấy, thì cứ gần hết máu là anh em cứ đi phân quái như thế này, anh em bật chiêu cuối là anh em phân quái mình hút máu khá là nhiều. Đấy, bây giờ là mình đã đầy cái máu lại rồi anh em không cần đi về đâu nha. Có một cái lưu ý nữa là cái chiêu một của vị tướng Lữ Bố đấy, cái chiêu xích thố ra nè, thì anh em lướt qua tường cũng rất là khó nha, có những cái tường nó bị dày á thì anh em không có thể lướt nào qua tường được. Pha này thì mình sẽ chơi luôn vị tướng vô anh em, quốc vô khô máu rồi đất bá đạo luôn rồi anh em, rồi lụm luôn cái mận này chắc chắn luôn. Quốc lũ ui tóc biến mất à, cay thế nha.
tiếc thế. Và đó thì vị tướng mà manga có tóc biến hết anh em ạ. Lụm cái mạng của vị tướng John xong là lụm tiếp cái mạng của vị tướng mà manga, nhưng mà anh ấy có tóc biến này thôi. Đấy, bây giờ mình bật ulti lên nè. Thì bật ulti lên là mình đi phân quái nó đài máu lên nha. Đấy, như nãy mình đã nói là mình không cần đi về, cứ gần hết máu rồi là anh em cứ bật ulti lên mà anh em chơi khô máu thôi, chơi với những con quái cũng được để nó hồi máu lại, bởi vì cái chiêu cuối của Lữ Bố nó hồi cũng rất là nhanh anh em ạ. Bởi vì mình cầm có phù hiệu là ma tính nữa, nên là cái khi mà anh em bật chiêu cuối lại là mấy cái chiêu kia nó hồi nhanh lắm. Thì mình cũng đã được hai cái trụ trên của team bạn rồi, còn một cái trụ dưới nữa thôi. Hai pha này thì mình rất nấp bụi, mình làm một pha highlight cho anh em xem nha. Không biết là có pha highlight hay không, mà thấy team bạn hơi đông anh em ạ. Đấy, mình sẽ lâu ra phía sau mình chơi cái mạng của vị tướng. Ui thằng vô nó đẩy anh em, nó bật tốc chạy nó chạy nhanh quá. Ui nó đẩy kìa, không được anh em ạ. Chạy thế nha, nó còn một tí máu nó vẫn chạy được anh em. À không chạy được, team mình nó giết rồi. Thằng AD của team mình nó lại lẫm triple kill. Và đó thì mình cố gắng ra mình lụm cái mạng của vị tướng John. John là một trong những vị trí mà nó rất là quan trọng của team bạn anh em. Đây là một vị tướng AD mà gây sát thương khá là lớn. Sau đó thì mình cũng đã chết với vị tướng John. John thì khi mà về late game nó khá là mạnh nha anh em. Nên là em cố gắng là diệt vị tướng John trước, còn mấy anh kia thì mình xử lý sau nha anh em. Bởi vì lực lượng sát thương là John là nó chủ yếu. Vậy thì vị tướng Murad của mình cũng đánh rất là tốt nha anh em. Thì bạn ấy đang đi ăn con tà thần Xayah này. Thằng tà thần Xayah này thì sau là mình thả đường dưới nữa là lấy luôn cái trụ bên kia nữa, xong là ba đường là mình ngồi uống nước trà thôi đúng không? Đấy, cần gì đâu phải chơi, cứ mình lượm xong ăn ba đường xong ngủ nước trà cho lính nó muốn chơi mà. Đấy, mình có cái tập như vậy anh em. Đấy thì đấy. À chơi luôn này nha, mà nói về cuối game rồi mình còn ulti mà. Đấy, trong khi đó là mà vị tướng mày hả mày lên bảng điểm số nha. À, lên à, đầu game anh em không, đầu game là mình sợ mình chạy, nhưng mà cuối game rồi là mình bật tìm quật thấy mẹ nó luôn. Đấy, lụm luôn cái mạng của vị tướng rồi team bạn chết ba thành viên của team bạn luôn rồi, chỉ còn một mình thằng ui chết năm mạng luôn. Ui giờ ơi, chưa gì hết, là thằng AD của team mình nó lụm cái double kill luôn, triple kill luôn anh em ạ. Rồi pha này thì win luôn vẫn game rồi anh em. Và thằng tăng lính thì đang lên nữa rồi, nhá 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 nhá. Ui giời anh em có cái tật nhá nhá này tôi cũng không thích đâu nha, nhưng mà tôi khoái cái điều đó. Tôi là thích nhá nhá nhá, không thích tìm bạn nhá, em thích tìm mình nhá anh em ạ. Rồi chúc anh em xem clip vui vẻ, nhất là bạn Phạm Hưng Chitter nha. Đấy, bye bye và hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo.